quan, mang đến trải nghiệm vượt thời gian, phong cách cổ điển cực kỳ sang, thiết kế thì đại loại là như Pháp, trong máy số vang tele sale nhiều hơn danh bạ. Đừng gọi điện cho anh hết tiền đừng gọi cho anh có nhà rồi đừng sale anh, y đúc mọi lần chẳng cần so sánh. Oh no, anh à, ở đây rất khác, người mua không chỉ mua được nhà, mua luôn cả spa về mà, khoáng nóng tận căn hộ mà, mọi dự án khác kém xa, không gian hệt như ở Nhật, chuyên gia quản lý người Nhật, chăm sóc khách hàng rất nghệ thuật, phục vụ đến gót chân, đến Swan Lake Residence, đặc biệt là tòa nhà Landmark, view hồ thiên nga cực xanh mát, chuỗi vừa Nhật lớn nhất đất nước chữ S không đâu to hơn, từ Nam tới Bắc, hòa mình vào thiên nhiên, ngâm bể bơi mà thì lên tiếng, trong 15 phút Tết, cư dân cặp lên bao chấp căn nguyên sẽ giải quyết liền. Ở Landmark, giống như ta quanh năm đi resort, wow. Được trị liệu tại gia, ta sẽ đẹp xuất sắc. Nhà là spa, ta sẽ đẹp xuất sắc. Hàng ngày sông hơi trong chính nhà mình thật là thành thơi. Ngoài Landmark, có nơi đâu xa hoa hơn nơi này? Vừa được gần thiên nhiên, xong có người phục vụ như tiên, xuôi khoáng tại nhà dùng chiên miên, phong cách Nhật từ người Nhật mang đến. Thế nên bây giờ ở đây sang nhất, người tìm đâu ra được nơi nào bằng? Diện tích này nơi nào bằng, tiện ích này nơi nào bằng, là lựa chọn number one. Ai đều muốn dọn vào, Landmark đẳng cấp tự hào, onsen thưởng thức trà đạo, cuộc đời nhã biết bao. Ước ao, đến Landmark nào. Cùng làm cư dân của Landmark, cho cuộc đời hiện đại ngăn nắp. Nơi này gì cũng có, trong khi bao khu dân cư một nơi mơ còn không có. Omotenashi, lời khen người Nhật làm việc hết ý. Ta được ngồi khoáng nóng xong ra sông hơi như khi đi chơi ngay trong căn hộ. Ngồi khoáng nóng xong ra sông hơi như khi đi chơi ngay trong căn hộ. Ngồi khoáng nóng xong ra sông hơi như khi đi chơi ngay trong căn hộ. Ok đấy. Dạ vâng ạ. Vâng, anh qua ngay nhá. Ông bạn còn chần chừ gì nữa mà không đến với giờ Landmark?